323W, series là 1020. Rồi đi vào nội thất bên trong luôn để các bác cùng ngắm nha. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con 1010D. Các bác thấy một cái một gọi là nó rất là đầy đặn, tại vì nó dòng lớn nhất được trang bị, hầu như là công suất cũng như là vừa nghe nhạc vừa soi gương, đó là đặc trưng dòng 707 lợi tra nha các bác. Trước mấy các bác, đó là một con âm ly chuyên trị dòng loa khó tính và thích tiếng bass uy lực, vừa có thể nghi vừa hát karaoke. 707 lợi tra, công suất của nó là 330W, với sức chịu đòn rất là khoảng khủng, nên là được lựa chọn ở trong cái mục đích là vừa nghe nhạc hay vừa hát karaoke. Các bác chỉ cần ghép một con vang vào là các bác có thể thoải mái mình vừa nghe nhạc với hai cặp loa boss, có thể hát karaoke gia đình ở những cái phòng 35m2 nó lại. Bởi vì trang bị hệ thống và công suất tốt, chịu đòn mạnh, nên là 707 lợi tra lựa chọn cho các bác nào vừa nghe vừa hát. Trang bị là hai cầu loa AB A+B. Mặt tiền của nó là bóng gương nha các bác, bóng gương. Con này em mới về ngày hôm qua, bữa nay lên sóng cho các bác, đẹp long lanh luôn nha. Hai hồi gỗ ốp xương là phía trên nắp của sản phẩm. Con này giá 18 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác, 707 lợi extra. Giá 18 triệu giá em đã cân đối cho các bác rồi. Có lo net, ton, hai cầu lo AB hoặc A+B, bát chép, ba lăng, đầy đủ hết nha các bác. Đặc trưng của dòng 707 á, thì nó sẽ có cổng ba lăng phía sau luôn nha. Nếu mình các bác nào mình ghép vang hát karaoke thì mình kém thẳng vào cổng ba lăng luôn. Đây là hai hồi gỗ của em nó. Giá bên em chiến là đã bao gồm phí ship rồi nha các bác. Hồi gỗ ốp xương, tất cả mé chắc bãi bao dinh tuyệt đối nha. Các bác có thể thấy được vàng khè luôn này, những cái rack này. Con này series là 6071, 330W, hàng gia băng điện 100V. Đây là cổng ba lăng, 200 loa. Các bác có thể thấy được cái độ mới, trở kháng là 4-16 ohm. Các bác nếu cắm đường AV thì chúng ta cắm vào đường CD, còn nếu mà ghép vang thì cắm thẳng vào đây luôn nha. Có vang á, vang mà vừa nghi vừa hát, các bác cắm thẳng vào đường ba lăng luôn. Series là 6071 nha, 18 triệu giá đã cân đối, bao ship. Nhưng không đủ, em vẫn bớt 200 ngàn là còn lại 17 triệu 800. Liên hệ cho em qua hai số điện thoại ở trên tấm biển nha. Em giao hàng và ship hàng toàn quốc. Bóng gương từ mặt cho đến trên phía trên, còn phía trên là cái nóc. Nó nặng khoảng 25kg nha các bác. Em mời các bác cùng xem lại nữa. Nó chạy 8 sò nha, 8 sò 330W. Em sẽ mở ốp gỗ và tháo nắp lên để các bác cùng xem cấu hình bên trong. Thì nó cấu hình là một cái tăng phô rất là lớn và hai bên hai vế công suất. Máy bao dinh nha các bác. Máy chắc bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác là người sử dụng đầu tiên cái sản phẩm này. Đây các bác có thể cảm nhận được độ mới của máy nha, từ khung xương và ốc áp này, tăng phô rất là lớn nha các bác. Hai tổ lục nguồn rất là lớn. Đây là vế công suất, mỗi vế nó là 4 sò. Đấy, mới ken. Đây là cái cầu chày nguồn. Bảy là bảy lợi tra. Sansui AU Alpha 707 lợi tra nha các bác. Máy rất đẹp. Đây các bác thấy nhìn phần xe này, sáng tròn, bo mạch này. Máy dinh tuyệt đối nha các bác. Máy chắc bãi về. Rồi em chính ra dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo. Vâng, em quay siêu phẩm cho các bác cùng xem nha. Siêu phẩm Denon 1010D là model lớn nhất trong dòng mà giải mã DAC của Denon. Em này thì có thiết kế đẹp nhất, hồi gỗ chỉ vàng, và là những sản phẩm em đấu mạng tuyển về, đẹp long lanh nha các bác. Con này thì em đang giao các bác giá khá là tốt so với năm trước. Đầu năm em về những con này là cũng như là quá là may mắn, tại vì những con 1010D rất là hiếm quá. Nếu các bác đã chơi mà yêu thích Denon thì 1010D là một model hiếm nhất. Đây là phía trên nắp của sản phẩm nha, rất là mới rồi. 1010D hồi gỗ chỉ vàng nha các bác. Công suất là trên 300W.
chạy class A, các bác chơi loa Nhật, loa Mỹ đều tốt hết nha. Đời nông thì đánh loa những dòng Onkyo, Diatom, Pioneer, những dòng loa có công suất lớn. Đặc trưng của dòng đời nông này thì các bác sẽ có tiếng bass rất là đầy đặn, mạnh. Và nó có tích hợp bộ giải mã nghe nhạc mạng bên trong, nên các bác chỉ cần kết nối với TV qua đường cáp quang thì các bác đã có một kho nhạc mạng tuyệt vời rồi. Còn nếu các bác có CD thì mình nghe qua đường CD bình thường. Nói chung em này là chơi 2 trong 1, vừa nghe đĩa CD vừa nghe chơi nhạc mạng. Máy rất đẹp nha các bác, gọi là rất là mới. Bên em làm hàng chắc bãi về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha. Hồi gỗ văn gỗ đàng hoàng nha, rất đẹp nha. Bên này bên hông tăng phô, bên này tăng phô rất nặng nha. Nó sở hữu 4 cái tụ, 2 tụ lớn, 2 tụ nhỏ nha. Có theo văn gỗ không? Và thì hai nó có hai cái nấm nè. Đấy. Tại một tay que, một tay da nha bác. Nhiều bác cứ bảo là có cái que que, nhưng mà cái que em cũng đã sử dụng rồi, nó không có tiện bằng mình que tay như thế này. Dùng tay mà que nó thoải mái hơn. Nhiều lúc mà để cái tên cái bằng que que nó rớt. Đây là hai cái đường tín hiệu đường quang vào này. Đấy, em có điện thoại, đường quang vào này đấy. Con này series là 1020 nha các bác. Tất cả rack mà vàng hết nha. Hai cầu loa này các bác. Điện 100V, 323W. Series là 1020. Rồi đi vào nội thất bên trong luôn để các bác cùng ngắm nha. Vâng, đây là cấu hình bên trong của con 1010D. Các bác thấy một cái một gọi là nó rất là đầy đặn. Tại vì nó dòng lớn nhất được trang bị, hầu như là công suất cũng như là hệ thống cấu thành của ly rất là khủng. Hai cái tủ rất là to và hai tủ phụ phía dưới, và một cái tăng phô đốt rất là lớn có logo đời nông, nét căng luôn nha các bác. Này các bác thể thấy đồ đẹp rồi nha. Đây là phần rề của nó, rần tủ nha các bác. Mé chắc từ Nhật Việt, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Và có thấy đồ đẹp từ độ nét của tăng phô này, chữ nó còn nét căng. Bác nào mình đã yêu thích con 1010D để về trị với những dòng loa cực kỳ khó tính thì liên hệ cho em. Thích nghe nhạc mạng và vừa nghe CD luôn thì em này là 2 trong 1 nha các bác. Giá 23 triệu em chiến ra báo và bao gồm phí ship, nếu chuyên khoản đủ em sẽ bớt là 200 ngàn. Còn 22 triệu 800 bao gồm phí ship nha các bác.